Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu đến các bạn một cái tấm nhựa. Nhựa này là tấm nhựa da đá nè. Nó sẽ chống nước, đó, chống mối mọt và rất là tiện để làm theo cái khu vực của lavabo này nè các bạn. Rửa tay, tay chân đồ thì nó rất là sạch sẽ. Đó. Dòng ngoài của toilet rồi nè. Đây là anh em bên Lương Nguyễn đang thi công tấm nhựa PVC vỏ băng đá kết hợp với rong đồng tạo cho cái sản phẩm được sắc nét đại. Mình mới lấy khoét ổ đó. Úp cái đầu. Khoái nhau rồi kìa. Đây kìa kìa. Cái kìa mà. Đó, khu vực ngay chỗ bồn rửa tay này mà các bạn ướp cái tấm nhựa này thì rất là sạch sẽ ha. Đó, nếu mà cô chú các anh chị mà có xài cái tấm nhựa này thì hãy liên hệ đến bên anh em của Lê Nguyễn ha. Số điện thoại là 0932 344 986. Đó, còn các anh chị có loại cửa hàng thì cửa hàng em nằm tại 269 đường Lạc Long Quân, Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, thành phố Tây Ninh. Anh em đang vác ngay chỗ cái vị trí của lavabo rửa tay này. Tạo cho cái chỗ rửa tay nó sạch sẽ hơn, nó văng nước ra ngoài thì mình lau chùi rất là dễ, bề mặt nó rất là láng như gạch. Mối nối thì mình xử lý bằng cái tê đầu rất là sạch sẽ luôn. Đó, anh chị có sử dụng cái tấm nhựa này thì hãy liên hệ đến em ha. Và tấm nhựa giả đá này thì nó có rất là nhiều mẫu mã, màu sắc nó chạy theo những cái đường vân của đá hoa cương á, nên cái mẫu nào cũng có nha. Giá thành thì rất là rẻ luôn. Cô chú nào sử dụng thì hãy đến với 269 đường Lạc Long Quân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.